Lô anh em nhé. Đây là cái camera của Viettel đấy ạ. Cái Viettel, cái camera loại này thì không phải cái loại 22.000 như đợt trước, mà đây là cái loại bán thẳng, lưu trữ qua thẻ nhớ ở đây nữa. Đó. Hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cài đặt cái con này. Nó cũng giống như kiểu cam EZ Huit thôi. Nhưng mà cái cam này thì anh em phải dùng cái phần mềm là phần mềm V-Home nhé. Dùng cái phần mềm V-Home mới cài đặt được. Anh em sử dụng phần mềm EZ Huit thì sẽ không sử dụng được cái camera này. Đây, đây là cái khe thẻ nhớ ở đây. Kết nối Wi-Fi xong sẽ bật cái vị trí lên. Sử dụng phần mềm V-Home. Anh em lên CH Play hoặc App Store tải cái phần mềm V-Home này về. Anh em bấm vào dấu cộng ở đây này, xong sẽ quét cái mã QR ở bên dưới. Đấy. Chọn vào thiết bị đã bật nguồn, xong bấm kế tiếp. Đây, đèn xanh nhấp nháy này, nó đang chuẩn bị kết nối. Bấm kế tiếp. Đây, anh em sẽ kết nối đến cái wifi này đây. Bấm kế tiếp. Xong rồi kết nối đến cái wifi của cái thằng này này. Thằng cam này, bấm kết nối. À đây, lúc nãy mình nhầm mật khẩu đây. Kế tiếp này. Cái wifi này thì anh em đừng có kết nối trước nhá. Anh em không cần phải kết nối trước đâu. Kết nối mà anh em kết nối sai là nó không cho đăng nhập đâu. Đấy, nó chỉ mất khoảng độ tầm gần 1 phút thì mình sẽ cấu hình được con này. Khi nào mà nó nói như này là nó đã cài thành công. Ở đây thì chúng ta sẽ cài giờ cho nó. Bangkok. Còn cái định dạng ngày này thì anh em để cái DDMM này, IEEE này. Bấm xem thiết bị. Anh em muốn tắt cái video mã hóa này thì anh em vào cài đặt nhé. Đây, mã hóa hình ảnh này, anh em tắt đi. Nó sẽ gửi về cái tin nhắn cho mình. 6457, ok. Đây, thẻ nhớ thì mình định dạng lại nhé. Ok. Khi nào cái này thẻ nhớ này nó chạy 100% thì là đã thành công. Đây anh em nhé, tôi sẽ lắp ở góc bên này. Và cái dây điện này nó ngắn này, nó chỉ có khoảng độ tầm hơn 2 mét thôi. Bây giờ tôi sẽ phải nối bằng cái dây này. Thường là nhiều anh em là lắp thêm một cái ổ cắm lên tít cái camera bên này.
Nhưng mà ở đây ấy, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nối cái dây này. Đây anh em nhé, tôi dùng luôn cái dây này đi, để tôi kết nối luôn. Bởi vì đằng nào mình cũng phải nối vào một cái cam bên này, cho nên tôi sẽ dùng dây trắng này luôn, tôi sẽ nối vào đấy luôn. Đấy, đây anh em nhé, anh em cắt cái dây này ra này. Thì ở đây trong này nó chỉ có dây âm với dây dương thôi. Đó đấy, tầm này. Đây anh em cắt ngắn lên này cho tôi. Ok, cam này xong. Đấy, bây giờ tôi cắt ngắn cái đầu này đi này. Hai cái này thì tí nữa tôi sẽ dùng cái dây điện này để nối này. Đấy. Anh em nếu mà nối theo dây điện thì anh em cũng phải làm chuẩn đúng màu nhá, không ấy nó chập một cái là nó cháy luôn đấy. Nối dây điện thì như tôi hay nối thì tôi sẽ nối chéo sợi. Hai cái điểm nối này cách nhau khoảng một đoạn. Đây nha, tôi sẽ dùng đây, tôi sẽ nối hai điểm chéo này. Bởi vì một cái cam thì nó sẽ bị ngắn rồi, cho nên là nối như này nó sẽ tận dụng được cái dây này. Mình sẽ nối ít điểm đi. Ở trên cái cam này nó có một cái giấy bóng này, anh em bóc ra nhé.
Đây, tôi sẽ dùng cái đinh bê tông để cố định giày. Này quên mang cái ấy anh ạ. Quên mang cái lạt thịt. Dùng băng dính. Đấy. Đấy nha, có điện rồi này. Đấy. Khi anh em mà nối dây như này thì chúng ta sẽ không phải có một cái điểm nối dây điện ở đấy. Anh em muốn lật ảnh đúng không? Thì anh em vào cài đặt này. Xong kích vào cái chỗ lật ảnh này. Đã lật này. Anh em mà chỉnh độ phân giải thì anh em cài vào. Đây, độ phân giải đây. Chọn Ultra HD. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, ok chưa? Micro. Anh em muốn bật âm thanh thì vào cài đặt nhé. Âm thanh kích lên.
con xoay này anh em, kích vào cái ô ở đây. Đó.